Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dầu con ngó vàng Hương Đinh Hương nha các bạn. Thì hàng này được sản xuất bán cho thị trường châu Á nha các bạn. Thì mình sẽ khui hộp ra cho các bạn xem. Trong hộp nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, toàn là tiếng Anh không nha các bạn. Đây toàn tiếng Anh không à. Và một chai dầu. Thì dầu này mùi Hương Đinh Hương nha các bạn. Hàng này bán tại Singapore, sản xuất cho thị trường châu Á nên nó chỉ có một nắp thôi. Thì mình cứ vặn, mình mở ra là mình vặn là mình mở ra thôi. Nó chỉ có một nắp duy nhất. Nó không có giống nó không giống như dầu Mỹ thì nó có hai nắp, thì mình sẽ ấn chỗ này có một nắp à. Thì cái dây dầu á, thì hàng này là hàng chính hãng nha các bạn. Thì hiện tại thì hàng giả rất là nhiều, thì mình sẽ chỉ cho các bạn phân biệt. Thì hàng chính hãng là lúc nào nó cũng có một lô vuông, trong đó nó sẽ có chữ Engerban này, các bạn thể thấy không? Và nhìn thẳng á, thì mình sẽ thấy hình con ngó nhé. Hàng giả hàng nhái thì nó không làm được cái logo này nha các bạn. Hàng mình bán thì hàng sử dụng là tháng 10 2023 nhé các bạn. Hàng mới về mình sẽ update liên tục. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn vui vẻ.